sư của bạn ấy được đấy. Đây thì em có nguyện vọng gì khi ra chương trình này?
và bạn đang cạnh của Hải. Em muốn tham gia thầy học hỏi trên mùi anh chị và có thêm phần gì để thông bệ với cô này. Ok, xin mời bạn gái Cảnh Quân. Em biết được chương trình của LHO qua kênh nào không? Bạn giới thiệu qua Facebook đúng không? Bạn chủ trang Facebook. Xin mời bạn nam đối diện. Nè. Hy vọng gì vào chương trình của mình đầu tiên này? À, chương trình tắt đèn. Thuyết phục được mọi người và thu hút được cái thành công của chúng không như chị đã sự kiện. Thế bạn nghĩ sao khi mà mình cầm biển mình đứng cạnh một số chỗ người ta tắt đèn thì người ta vẫn đây phản ứng không tốt thì mình làm sao thì những người tình nguyện viên? Chúng ta từ viên chúng ta cầm biển chúng ta đi tuyên truyền anh ta cũng có những cái phản hồi không có từ cái dư luận đúng không? Chắc là có. Thì bạn nghĩ sao nếu mà nhận được phản hồi đó? Nhiều một số người viên họ không tôn trọng mình. Bạn nghĩ thế nào? Có luôn. Kinh rồi. Xin mời Vi tiếp tục. Chương trình của chúng ta là tổng hướng theo giờ trái đất. Thì giờ trái đất là một chương trình thường niên do Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới triển khai nhằm nhắc nhở các hộ gia đình là các cơ quan tổ chức tắt đèn để tiết kiệm năng lượng cho môi trường. Thì có bạn nào biết giờ trái đất được bắt đầu triển khai vào năm nào ở đâu không? Có phân thưởng, em có phân thưởng. Xin mời các bạn giơ tay lên ạ. Các bạn nhiệt tình trả lời đi ạ, trong cuối giờ thì cứ đè mình để trả lời. Thế đè ra trả lời. Rồi, xin mời Vân. 2009, mình nhớ 2009 ở tại Australia. Australia, vâng, xin lỗi các bạn, đáp án là chưa chính xác. Xin mời các anh khác. Qua bài giải, rồi xin mời bạn. Nhớ là 2008 rồi. Xin chúc mừng em. Chưa sớt được đúng không? Trên này có wifi mà. Vâng ạ. Đi phần thưởng lại chúng tôi thôi. Có phải để chúng tôi lại hè đi ra thì tỏ được được. Giờ trái đất được triển khai vào năm 2007 ở Sydney với 2 triệu người hưởng ứng tham gia. Và sau đó thì cái hoạt động này được rất nhiều quốc gia hưởng ứng. Và đến và như các bạn đã biết thì giờ trái đất đến Việt Nam. Bây giờ tôi còn một câu hỏi nữa cho các bạn là trời trái đất đến Việt Nam vào năm nào? Bạn nào biết câu trả lời giơ tay nào? Phần thưởng lần này gấp đôi phần thưởng câu hỏi trước ạ. Ngày xưa lúc trước là 1 phút để 2 phút. Vâng, em là 2008 ạ, đúng ạ. Dạ không. Chuẩn rồi. Không giơ tay, không giơ tay. Không giơ tay, không giơ tay. Câu hỏi này là